đi chậm, tại hôm qua là cũng nhanh lẹ thôi. À, đa số này chạy mình chạy đâu có chạy thua, chạy lẹ đâu, đau lắm. Muốn ngắn là chỉnh đây. Còn cái này ví dụ mà mình may xong rồi mình cái này cắt chỉ tự động ha. Đúng rồi, cắt chỉ tự động. Trời này thì nó ấy à. Xong rồi anh Châu. Đúng rồi. Còn máy cơ là phải cắt tay nha. Nên máy cơ đó là phải cắt tay. Đấy, cái máy kia là mình phải lấy kéo mình cắt. Nó là lại mũi cũng bằng tay luôn. Lại mũi là phải nhắn thế này, lại mũi. Lại mối đầu đuôi á. Cái máy này nó nhiều cho nhiều chức năng nghe lắm nè. Có nhiều nghe cảm nhận. Cho nó chắc đó thôi. Cái kia không được. Cái kia là mình phải dây tay. Mỗi lần dây là phải dây bằng cái này. Còn cái này là mình muốn dây mình bấm không? Còn muốn dây bấm đây cũng được. Nó tự động dây mình luôn. Thấy không? Mình không cần phải nhấn nút gì, mình lấy tay đi. Ví dụ mình đang đập tới nãy, cứ tự nhiên ở đây anh dây. Nhấn gót là nhấn nó dưới hả? Lúc mà mình chạy cái đường mà mình ra rồi á, ví dụ như mình thí dụ cái đầu vô nè, mình muốn phá đầu thì chỉ cho nó chặt nè, là mình chạy rồi, cái động người mũi mình rồi đó không? Bây giờ cái đầu ra nè, ví dụ như cái đây là mình muốn phá đâu người mũi đúng không? Thông thường mình nhấn tay này, con này mình không cần nhấn nó cái, là động chạy mình luôn. Để anh đạp thử nè, anh đạp thử đi. Đó, đi vô thì thử đi. Cũng quen cái này mình chỉnh tốc độ chậm được. Dạ được, này đang là tốc độ chậm anh hết hồn rồi, lại hết hồn cứ chạy đi không thoải mái không sao chứ quan trọng là mình đạp mạnh nữa, chạy mạnh đạp nhẹ chạy nhẹ. Đúng rồi. Rồi chị nhấn gót, nhấn ra sau, chị nhấn ra sau, nhấn mạnh ra sau, lấy ra nè. Cái máy này thì lẹ hơn máy kia, thao tác lẹ hơn. Thì nhấn gót lên. Đó là mình chưa cắt, vậy mình đạp lại rồi nó dính cục chỉ. Nói giá sẵn à. Đồ mua sau thì có người đi về dinh chỉ không? Anh mua nhiều không? Mua một cái thì về bên em gọi video bên em hướng dẫn cho xài. Còn không cứ ngồi đây thì bên em hướng dẫn dùng thôi, dễ dùng mà. Tại vì cái này chị bấm làm mũi này, làm mũi đầu này, cái này là làm mũi đầu, làm mũi đuôi này đây. Rồi bấm rồi đó, chị chạy đi. Dạ đúng rồi, chị đạp đi. Rồi chị cứ đạp đi, không sao đâu chị, nó vẫn chạy qua em. Ông chung nói cắm bao nhiêu giờ chứ đâu phải cắm ngày là cắm rồi. Rồi chị nhấn gót đi là nó làm một. Vậy tới đó là quẹo bên kia. Đó. Chạy qua đường số 7. Ở đây cũng có đi về cái này nó tự cắt, nó cắt ngắn quá. Dạ cắt đúng rồi. Tại vì cắt ngắn thì chị chỉ trên này được nè, chỉnh trên này được nè. Nhưng mà cái đó xíu nữa mới ảnh chỉnh cho. Dạ. Cái đó thì chỉnh trên này được. Cái này thử vậy thôi chứ lúc mà giao phải chỉnh lại. Kiểm tra lại cho được. Giờ có giao giờ có ok hay chưa hay không? Đúng rồi. Có gì nữa không?